ngày 8 tháng 1, vụ việc chị LTL, sinh năm 1989, bị nam thanh niên sát hại tại khu vực phía trước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sino Việt Nam, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, đã khiến dư luận bàng hoàng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ, một người phụ nữ đi xe máy đã bị một nam thanh niên sát hại ngay giữa phố, tử vong tại chỗ khiến nhiều người dân kinh hãi. Bên cạnh thi thể có một chiếc cờ lê kim loại. Thông tin về vụ việc trên, một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự PC02, Công an thành phố Hà Nội đã xác nhận thông tin và cho biết hiện đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội truy bắt nghi phạm có hành vi giết người. Trước vụ việc trên, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Liên Phương thông tin nạn nhân là người xã Liên Phương nhưng lấy chồng ở địa phương khác. Trong lúc chị này về thăm nhà ngoại thì xảy ra vụ việc đau lòng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, một đoạn clip ngắn được người đàn ông ngồi trong ô tô trên đoạn đường này ghi lại toàn bộ hành động dã man của đối tượng. Theo đó, chỉ trong khoảng 10 giây ngắn ngủi, kẻ thủ ác sau khi đẩy ngã chị L xuống ven đường đã dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Cho đến khi chị L nằm bất động trên đường thì đối tượng mới nhanh chóng lên xe máy bỏ đi. Đúng lúc này, một người đàn ông được cho là bố của chị L cũng đã chạy xe máy đến và bàng hoàng chứng kiến hình ảnh con gái bị sát hại. Tận mắt chứng kiến kẻ thủ ác ra tay tàn độc, sát hại con gái mình, ông Lê Văn Lệ, 59 tuổi, bố chị L vẫn cố bình tĩnh nén nước mắt đau thương vào trong lòng để giải quyết vụ việc, hoàn tất thủ tục an táng cho con gái. Mẹ nạn nhân khi đến hiện trường đã khóc ngất trước nỗi đau quá lớn ập đến gia đình. Tâm sự với chúng tôi, với đôi mắt đỏ au vô thức, ông Lệ cho biết chị L và nghi phạm cùng làm nghề lái taxi và nảy sinh tình cảm với nhau trong thời gian gần đây. Cái L cũng có chồng và hai con rồi, con trai cả học lớp 3 và đứa con gái 5 tuổi. Thằng kia, nghi phạm cũng có gia đình và có con cả rồi. Khoảng vài tháng nay, sau khi phát hiện chúng nó nảy sinh tình cảm, thì hai bên gia đình nội ngoại, cái L đều ngăn cấm và nó cũng quyết định chấm dứt, nhưng thằng kia không chịu buông tha. Thằng kia nó còn tuyên bố với chồng cái L là nó quyết cướp cái L cho bằng được. Nó bảo nếu không chiếm được cái L thì chồng L cũng không giữ được. Nó cũng thường gọi điện cho cái L hẹn gặp để giải quyết, rồi đe dọa nếu không ra thì nó giết. Ông Lệ tâm sự. Theo ông Lệ cho biết, sau khi phát hiện sự việc, ông cũng khuyên ngăn nghi phạm nên từ bỏ nhưng người này không nghe. Tôi bảo nó rằng nó cũng có vợ đẹp con khôn rồi thì buông tha cái lở ra nhưng nó không chịu nghe và quyết tâm chiếm bằng được. Ông Lệ đau đớn nói. Ông Lệ cho biết thêm, sau nhiều lần bị làm phiền, lở đã quyết tâm thu thập các chứng cứ đe dọa của nghi phạm với ý định tố giác đến cơ quan chức năng nhờ được can thiệp giúp đỡ. Này cái L nó định đi tố giác đến công an, nó bảo với tôi nó đã thu thập đủ chứng cứ rồi, nhưng bị thằng kia chặn đường lại. Ban đầu tôi không nghĩ rằng chúng nó lại xảy ra chuyện đau lòng như thế. Khi chạy ra đến nơi nhìn thấy con gái, thì tôi không tin vào mắt mình nữa. Ông Lệ nghẹn lại. Được biết, từ khi xảy ra vụ việc, đến sau đó rất lâu, ông Lệ vẫn ở hiện trường, cố gắng giữ bình tĩnh, nén đau thương để giải quyết sự việc, lo công việc an táng cho con gái mình. Tối 8 tháng 1, gia đình chị LTL đã hoàn tất các thủ tục để đưa nạn nhân từ hiện trường về nhà chồng mai táng theo phong tục địa phương.